Đây là con Ninja 300 và cái quá trình mà mình vệ sinh cho nó. Nói luôn anh em, thì khi mà mình vệ sinh xe, mình chỉ kiểm tra máy xe thì mình phải rã dàn áo. Chắc chắn một điều là mình phải rã dàn áo. Tại vì xe cũ á anh em, những người chơi xe cũ á không có ai kỹ bằng mình đâu. Không ai kỹ, như chưa chắc gì người ta kỹ bằng mình á, chứ không phải có người kỹ có người không. Nhưng mà người ta chơi xe người ta không có để ý tới những cái ngóc ngách ở trong nè. Những ngóc ngách ở trong nè. Thì Minh là người tiếp sức đam mê cho anh em. Thì đó, Minh mở ra hết, kiểm tra xe, kiểm từ trong ra ngoài, từng con ốc đến cục máy đó. Thì những anh em ở xa cho nên người ta mới tin tưởng Minh, và người ta ở xa người ta tới mua là vậy đó. Người ta không mua của người khác mà người ta mua của Minh. Nó là vậy đó. Đó là kiểm tra vệ sinh ở trong, vệ sinh sao cho nó sạch sẽ nhất có thể nha anh em. Bởi vì xe anh em đi cũ, đi qua một thời gian thì ở trong nó sẽ dơ. Nhiều anh em sẽ không để ý vấn đề này, nhưng mà anh em đừng có làm những việc này ở nhà nha anh em. Mình khuyên luôn, đừng có làm những việc này ở nhà, tại vì anh em không có đủ tay nghề. Anh em tháo dàn áo ra nó sẽ gãy bát, gãy này gãy kia, nó sẽ hư nha anh em. Cái này á, thì nếu như anh em muốn làm thì phải đi đến những nơi có uy tín hoặc là họ chuyên về mô tô để họ làm nha. Đó rồi, này là mình chuẩn bị thay nhớt, thay nước mát cho người em ở Đà Lạt xuống đây mua xe đó. Quay cho anh em xem. Đã nói thì cái con xe này nó có tuổi thọ đã 4 năm, 26 năm 20. Thì chúng ta như Minh á, người khác không biết người khác như thế nào, như Minh thì Minh muốn con xe dù nó đã cũ nhưng đối đem đến cho anh em á thì phải con xe đẹp hoàn chỉnh. Thì Minh mới đó đã xong rồi nè anh em. Đã kiểu như là vệ sinh hết ở phía bên trong, kiểm tra đèn điện, kiểm tra hết bên trong, kiểm tra sườn có thử có mục sét không. Đó, tại vì xe đã 4 năm. Thì thấy anh em thấy hôm qua kiểm tra vệ sinh thì thấy nó vẫn còn rất là đẹp. Rồi qua đây thì ở bên trong, qua đây quay cổ bô nè em. Đó thì ở bên trong thì anh em thấy không, cổ bô đã sử dụng 4 năm thì mình phải vệ sinh. Đa số á, đây anh em, đây nè, đa số á là ở chỗ nên những chỗ này nè, anh em đi một thời gian nó sẽ đóng đất. Thì á, anh em mua xe cũ á, mà mua không uy tín á thì về nó vẫn tiếp tục như vậy. Còn khi anh em mua chúng một người mà người ta tâm huyết với xe, người ta muốn chiếc xe cũ vẫn đẹp, thì anh em về anh em không cần làm cái gì nữa thì xe anh em nó vẫn đẹp. Đó, thấy không em, không có tốn một cái chi phí nào mà vệ sinh bảo trì bảo dưỡng bên trong hết. Mình đã lo hết cho anh em. Đó rồi, như vậy là mình đã quay xong cho anh em xem là một cái quá trình nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ ráp lại rồi quay cho anh em xem lần nữa về con Ninja 300 này. Và chờ ngày chủ xe tới rước em xe này. Thì hiện nay nói chung là khách hàng mà mua xe ở Minh cũng là những người mà đã từng ủng hộ cho Minh trên kênh YouTube Minh Biker. Thì những người đó mình coi họ quý như là anh em bạn bè vậy đó. Thì mình phải đem đến, người ta đã quý mình thì đương nhiên người ta quý mình, người ta mới tới mình để người ta mua xe, đúng không anh em? Người ta không quý mình, người ta qua chỗ khác rồi. Người ta quý mình, người ta đi tới mình. Thì mình, bản thân Minh thì phải làm sao cho đúng với cái hai từ người ta quý mình. Thì mình phải làm sao để cho người ta hiểu là mình cũng quý người ta. Thì Minh sẽ thể hiện nó trên những cái con xe mà đem đến cho anh em. Thì anh em mà đòi hỏi là một con xe đã 4 năm mà như mới á, thì quá khó cho Minh. Minh kiểm tra cho nó hoàn hảo nhất có thể cho anh em, cho nó đẹp nhất có thể dành cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Ui, hello, mọi người đã quay trở lại với lại kênh của Lulu Bum Bum. Giỡn thôi, đây là kênh của Minh Biker nha. Ui, Bum, chào mọi người coi. Bum, mày chào mọi người không? Không chào mọi người là thịt mày luôn nha. Làm 7 món hấp xào xả ớt nha. Chào mọi người con. Chào, xuống cái coi. Xuống cái. Đồ, mấy năm mà nói chào nữa là tôi bỏ xe luôn, tôi chạy luôn á. Rồi, ok anh em. Trời ơi, mấy quỷ nẹt bô ở dưới. Rồi, ok anh em. Thì hôm nay sẽ là ngày mình giao chiếc Ninja 300 này cho một người em ở Đà Lạt xuống mua. Và bây giờ trong đêm tối thằng em nó chạy về Đà Lạt luôn. Anh em thấy ghê không? Đó, đây là chiếc Ninja 300. Kế bên có Ninja 400 siêu cọp. Đây là chiếc Ninja 300. Rồi, anh em thấy không? Nó có đẹp không? Đó, quay xa cho anh em xem. Em vô phỏng vấn vài câu được không? Hay là sao? À, ok. Rồi.
đây luôn hả? Ừ em đứng đây đi. Anh sẽ hỏi em là xe sao? Đó, hưng tắt giùm anh cây quạt ấy, cho nó khỏi ồn nè. Bơm, vô bơm. Vô. Bụng khoái đi thang máy kìa. Rồi. Đó, thì bây giờ anh sẽ hỏi em là xe bảo hành sao? Mọi thứ em cảm thấy chiếc xe nó sao? Giờ so với giá tiền. Đó. Nói chung thì cỡ trên dưới 100 á thì Ninja 300 ngon. Cho mấy người mà mới chơi á như em vậy nè. Nó cũng không có quá to kiểu vậy. Rồi kiểu đi mình đẹp chứ, chắc chắn là đẹp rồi. Mà chạy được không? Chạy. Rồi tiếp, em có thích Ninja 300 không? Thích thì chắc chắn là thích rồi. Con này tìm hiểu em cũng cỡ 2-3 năm gần đây rồi. Nên em mới tìm một nơi uy tín để mình đóng đô rồi đó. Thì ở đây anh bảo trì cho em hết toàn bộ. Dạ. Anh cũng cố gắng có bảo hành cho em luôn. Có vấn đề gì thì cứ nhắn tin anh. Đúng không? Dạ. Cứ có vấn đề gì là nhắn tin cho anh. Tại anh em ở xa mà anh em ở xa là cũng một cái thiệt thòi. Cho nên anh cố gắng anh bảo trì hết mức có thể cho em. Đó. Bây giờ thì anh sẽ đem xe xuống cho em chạy thử ha. Chạy ok rồi thì mình mới cho anh em về. Dạ. Ok. Đó, anh em nhìn thằng đó từ cổ bô tới cục máy. Kiểm tra rất là kỹ cho anh em đó. Tại nói chung là anh em ở xa thì phải kỹ, với lại anh em chạy xa cũng là một cái gọi là cho anh em an toàn hơn. Đó. Thì con này mình kiểm tra thì bố tháng trước nó hết bà nó rồi, mình đã thay rồi. Đó, đèn đốm đồ là mọi thứ mình test hết luôn. Đó. Khai không? Kế bên có Ninja 400 nữa em. Đó, nhìn đó, ban đêm rất đẹp. Rồi, thì bây giờ dắt xe xuống đây ha. Dắt xe xuống, hơn dắt xe xuống rồi cho anh em nó test thử cái. Nè anh em dắt người yêu xuống rồi đi phượt về luôn. Đó. Em ngồi sau là nhớ quan sát kỹ nha. Ngồi sau quay lại coi chừng rớt người yêu giữa đường á. Là mệt lắm à. Hên á. Thì chiếc xe nói thẳng ra thì cũng 80 mấy vít thôi. Nhờ cái nhớt mà anh hiện tại thay cho em á em là cái nhớt speed door 400.000 một bình. Là 380 còn 400.000 bình. Nước mát thì đó, nước mát anh cũng thay loại nước mát xịn là mọi thứ cho em rồi. Giờ em chỉ còn chạy thôi. Ok. Đó anh em, đó, cho anh em ngắm xe Ninja 300. Sao em gái thấy sao? Thấy tụi bạn trai mình lần đầu tiên đi mua mô tô thấy sao? Hả? Thấy vui hả? Cười là thấy vui à. Cái này yên này nha, cái yên của Ninja 300 này nè. Thì anh em á quên sao, đừng có nắm kéo ngược về. Nó sẽ bị bung yên. Cái con Z300, Ninja 300 là cũng vậy đó. Nó thiết kế vậy đó. Kéo thì kéo ra sao, còn kéo lên thì cầm cái tay như gì. Kéo lên, nó có cái chỗ cầm vậy nè, thấy chưa. Nó đừng kéo ngược gì, hiểu không. Cái yên nó dễ bị bung. Bung ra mình phải lấy chìa khóa gắm vô để mình mở ra lại á. Hơn thì mét mấy hơn. Bây giờ em đặt thùng cái nón này. Nón này cũng dễ thương, ngon trong tầm giá. Còn cái nón kia tặng cho bạn gái ảnh. Cái nón màu đen à. Chưa? Mở ra rồi đội vô. Cái form này là form của AGV á. Form của AGV. Rồi bóc tem. Lật lên sao anh? Lật kính lên sao? Nè, có cái dấu nè. Hả? Rồi bóc tem. Lột tem ra.
Hiện tại hình như cái này đang khuyến mãi cái bên lóc này chống chói, chống mơ xương, chống gì tùm lum lá đó, không biết gì đó. Đó, cái đó nó cũng dữ dằn lắm á. Đừng có tháo cái miếng đó ra nha. Dạ. Cái miếng đó. Em còn tính hỏi là có không chứ? Hả? Em tính hỏi là có không mình mua nè. Miếng nó bên lóc đã tặng kèm á, được tặng kèm á. Phơm đẹp không? Phơm đẹp mà rẻ. Rồi xong. Rồi bye bye nha, đi cẩn thận nha. Bye bye. Đẹp á, đẹp lắm luôn á. Về coi clip đây, nhìn nó ban đêm đẹp lắm luôn á. Nhớ mở đèn lên, nhớ mở đèn lên.